Thưa quý vị, tại báo cáo đánh giá tác động dự án luật dân số đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ Y tế cho hay mức sinh thay thế đang giảm nhất trong 12 năm trở lại đây và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đến 2 con, trao quyền quyết định số con cho các cặp vợ chồng. Theo báo cáo từ Bộ Y tế, tổng tỷ suất sinh năm 2022 đạt 2,01 con trên một phụ nữ, năm 2023 ước tính là 1,96 con trên một phụ nữ. Mức sinh còn chênh lệch đáng kể giữa các vùng, đối tượng, sự chênh lệch này chưa được thu hẹp rõ rệt. Xu hướng không muốn hoặc sinh rất ít con đã xuất hiện ở một số đô thị, nơi có điều kiện kinh tế phát triển. Trong khi đó, tại một số nơi điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, mức sinh vẫn cao, thậm chí rất cao, trên 2,5 con. Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế đề xuất quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con. Cụ thể, cặp vợ chồng cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh, được cung cấp thông tin, tiếp cận, lựa chọn, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Để thực hiện giải pháp này, Bộ Y tế cho rằng nhà nước cần bảo đảm ngân sách để tuyên truyền vận động, thực hiện hỗ trợ, khuyến khích lợi ích vật chất, tinh thần cho các đối tượng thực hiện chính sách.